Ở cả nhà đang đang đứng ở giữa đường ở chợ sen, nó có nhiều lạc à, của nhà mô đây, đang đang phơi một đống lạc đây này. Rồi à, cả nhà thân mến, hiện tại áp Bảo đang đứng ở trên con đường ở chợ sen à, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Thì à, bây giờ đang chuẩn bị vô một một người bạn để thăm sức khỏe này, và ghé thăm là cơ sở của bạn ấy. Bạn ấy tên là Sơn Hải, là đang kinh doanh bỉm sữa này. Thì áp Bảo thì về quê thì vừa thăm bạn ấy, vừa mua một số sữa với cả một số dinh dưỡng cho bà Tin với cả chị Cốm. Thì bây giờ là áp Bảo sẽ đưa quý vị cùng trải nghiệm và cùng vào cơ sở của bạn đấy. Đây bạn Sơn Hải ở chợ Sen nhá. Ôi đây Sơn Hải đây rồi, đây đây, chào Sơn Hải nhá. Mời cả Đây nhà ghé thăm hệ thống bìm sữa 688 nha. đây 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 Được rồi. đây là bản Sơn Hải của Áp Bảo cả nhà này. Đây đây, Chào cả nhà đến kênh của Áp Bảo. thế bây giờ Đây là Áp là Bảo với vào. Sơn Hải mời cả nhà vào thăm cơ sở của bạn đấy nhá. Đây ở trong rất là rộng cả nhà. Setup Đây cửa là hàng của mẹ và bé. cơ sở của Sơn Hải. Đấy, Sơn Hải thì ở đây thì có bạn Đã bị như dòng dòng sữa sữa gì? trẻ em, người già, bệnh nhân phục hồi sức khỏe, À, tiểu trẻ em, đường, người già, bệnh nhân phục phục hồi hồi sức sức khỏe. khỏe, À, rồi rất người là ta bị nhiều nhỉ. nhầm về sữa bầu, À, sữa bầu cho cả bá bầu này. rồi tiểu Ai đường, rồi à, sữa gì nữa? tiểu đường bệnh nhân, À, mẹ tiểu đường. mẹ À, bệnh nhân, ai da. rồi thì tặng cho bà Tin một hộp để về ấy. Cả nhà Sơn Hải thì đang kinh doanh rất là nhiều sản phẩm sữa cả nhà. Có sữa cho bà bầu này. Đấy. Có sữa cho bà bầu, với sữa cho những người già này, và có sữa cho những người là phục hồi sức khỏe này. Ở đây là Cái sữa này sữa gì đây? phát triển chiều cao À, đây là phát 688 triển ai chiều cứ cao mới này. rau. À, SB688. Bà ơi, tên một À, tuổi sữa sữa non thì chắc là hợp với bà Tín đúng à, phát không? À, triển ba chiều tuổi cao. ba tuổi Đó đó. ba tuổi là sườn đấy nhé. Một tuổi À, đây là rưỡi. số 3 là 3 tuổi à? Còn số 3 là ai cứ rau phát triển chiều cao. Win Tặng Ground. bà Tin À, đây cả nhà một ơi. thùng ấy. Đây là sữa tăng chiều cao cho bà Tin này. Bà Tin hiện tại đang hơi hơi thấp một tí. Nên bây giờ là A Bảo sẽ mua sản phẩm này. Không 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 Đây tặng nó, mua mua. bác tặng cho bà Tin À, đây bà là cầm tặng như đây bây giờ mình vào mình mua sản phẩm để mình còn để cảm cho ơn chủ 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 Bảo nhà còn và có doanh thu, không thể tặng được. rồi Đấy, đây cả nhà nhá. A Bảo sẽ mua sản phẩm SB688 này để tăng chiều cao cho bà Tin này. Bà Tin thì cũng không cao, nhưng mà cũng phải phải bổ sung canxi cho bà Tin nữa. Nhưng có một dòng sữa nào mà cho Cốm không? Cốm đi. Cốm là 6 tuổi đó. Cũng 6 tuổi. 6 tuổi thì dùng dùng loại nào? thì nó đã dùng một sản phẩm khác À, nữa. ở đây rất là nhiều sản phẩm ở nhà. Cả nhà đi theo chân áp Bảo này. Đây. Wow, rất nhiều này. Baby này. Đây là sữa cho bà bầu này. Sữa cho bà bầu này. Đây, sữa này cảm giác như là sữa của Hàn Quốc hay sao ấy. Đây, chữ Hàn Quốc này. Kim Mộc Chi này. Nhật à. Đây đây sữa cho người già này. À, ở dưới này là sữa cho nước ngoài đúng không? À, đây là sữa nhập mà cả nhà. Đấy, rất là nhiều dòng sữa. À, về sữa thì A Bảo hệ không thống biết mẹ đâu. và bé. Nhờ cả bạn bè tư vấn thì mình mới mua Đây sản phẩm là này mặt đấy. hàng rong biển mới nhập về có 7 vị À, đây. liền liền Rằng là lại cây là rong rong biển biển à? rong biển À, rong biển à. Tổ chức như và nào? trẻ con ăn thay bim bim, À, trẻ con ăn thay bim bim. ăn thay bim bim À, thì mới đây. ăn Cả nhà rong biển này là trẻ con ăn thay bim bim, nó rất thì tốt cho kiểu như là gọi là lợi thảo khuẩn đường ruột. lợi khuẩn đường ruột. À, nó không phải là mua bim bim nữa, gọi là đây là Đây rong biển luôn. trong biển À, cũng hay này, hay hàng nhập khẩu đây, lấy lấy cái có gọi đi cho bà Tin về ăn. Bà Tin này thích ăn này, chấm củ lấy hai hành gọi tây. đi, hai gọi Không hai gọi thì nó lên làm cả thùng luôn đi, à, lấy chấm làm củ cả thì lên thùng làm luôn. cả thùng luôn. Đây đây rong biển này cho bà Tin ăn này, không biết là có thích không, nhưng chắc là sẽ rất là tốt đấy. Còn không biết là sẽ chọn loại sữa nào nữa, nhiều quá không không biết cả nhà. Đi mua cho bà Tin này, này rong biển này, sữa 688 này, còn thể chi không cộm ấy. Đây là dòng ấy,
Cho cồm thì cồm 6 tuổi rồi, cồm 6 tuổi thì dùng loài loài mô là hợp. Cồm ấy, cồm lên lớp 1 đấy. À, bây giờ chuẩn bị lên lớp 2 đấy. Số 2 không được. Hả? Nói chung là cùng 1 đến 10 tuổi cả. À cái này á, cái là cùng chúng à? 1 đến 10 tuổi. Do cái cân nặng, do cái phát triển chiều cao. À à. À cái này là chiều cao này. Còn cồm là bây giờ là à đồ chơi thì thôi. Ở nhà mua sữa thôi, không mua đồ chơi. Đấy, rất là nhiều dòng sữa nhưng mình thì không biết về sữa đâu. Chỉ mua một số thôi. Thế là cồm là cùng cùng uống sữa đi được. À, hộp số 2 là hợp hơn à? Số 2 là PDA là cân nặng. À đây là cân nặng này. À. PDA là phát triển cân nặng. À đây đây. IQ ground là phát triển chiều cao. À. Cả nhà đây số 2 dành cho chị cồm này. Chị cồm là sử dụng số 2 này. FB688 này. PDA. PDA số 2 này. Đây, hai chị em nha, hai hộp này. Và tí nữa gọi lấy cả rong biển nữa để về cho cả con ăn ăn nghịch. Đấy, rồi. Và đóng hộp cho Bảo Hồ nhá. Đây cả nhà, đây là sản phẩm của Sơn Hải là hệ thống bìm sữa nhá. Hệ thống bìm sữa 688. Đây đây. Để cho à bảo một số giấy thêm một số giấy rong biển để cổ với ba tiên ăn. Đấy, đây là anh em trong hệ thống bìm sữa. À bảo về quê thì không biết là phải mua cái gì để cho các con thì mua sữa để cho các con nó phát triển này. Nào là chiều cao này, nào là cân nặng này, nào là thì mình thì cũng không giỏi giang như người khác thì mình đầu tư cho các con được uống sữa. Đây 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 đây, đây đủ rồi. Đây cảm ơn cán bộ nhá. Đây đây nhá. Đây rồi. À, làm một kiểu ảnh anh em mình nhỉ. Đúng không? Đây đây, Sơn Hải ra đây. Sơn Hải ra đây làm kiểu ảnh nhỉ. Đấy. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây đây. Coi Bạch Vô Thường rút máy ra chụp luôn nhỉ. Đấy là. Ở đây có em đi này chạy mua nữa. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây rồi rồi đấy rồi, mình phải sạch sữa lên đấy rồi. Đây có sữa này. Có sữa về để cho cố mấy ba tin đấy. Có bác sĩ tư vấn. Đấy có bác sĩ. Bác sĩ bây giờ mới ra chưa tư vấn được. Tiếp bên nào. Ủa thôi chắc là hôm nọ vào viện rồi cho nên không cần khám nữa. À, cả nhà thân mến, A Báo xin phép được khép lại video ở đây. Bây giờ A Báo sẽ mang số sữa để ra ô tô và để mang đi để hành trình chuẩn bị xuống Tràng Sơn. Thì A Báo sẽ chuẩn bị một hành trình nữa. Thì chúc cả nhà có sức khỏe nhé. À, đây là con gái à? Ở đây đây. Chụp với con gái này. Đấy, rồi, đấy. Đấy, đấy, yêu bê. Ủa sao đỏ thế? Chụp cam thường đấy, ôi dạng ơi. Rồi. Xong chụp cam thường, chụp này mệt lắm. Ôi, cả nhà thân mến, hiện tại A Báo đã có mặt ở hệ thống bìm sữa ở 688 ở Giang Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Hôm nay là cùng Sơn Hải là thăm cơ sở 2 của bạn ấy, thì bây giờ chúng ta cùng vào để thăm xem là cơ sở 2 của bạn ấy đang kinh doanh gì nhá. Phải đi thăm người bạn mà nhiều cơ sở bỉm sữa nhất ở miền Trung, miền Bắc, miền Nam cũng có. Ôi chào em. Đây đây. Đây là cơ sở bỉm sữa của gia đình đấy, đang hoạt động kinh doanh. Rất là nhiều sữa cả nhà. Đây à, có sữa này, à có sữa. Có sữa TH này, Tô H này. Tô H Chumil này, bất tin uống loại này rất là nhiều rồi. Đi mua cho bất tin luôn. Đấy, TH Chumil này. Đấy, anh A Báo đi thăm một số xem có gì để mua không. Mua ủng hộ giúp bạn ấy, thế thôi. Đấy, rất nhiều sữa này. Ở đây thì rất là nhiều loại sữa em ạ. Không biết là loại nào để hỏi cô gái xem tư vấn này. Em ơi. Em. Chào em. Em có thể tư vấn cho anh là anh mua sữa cho cò của anh. Dạ. Thì cò của anh thì bé tá năm nay bao nhiêu tuổi đó? Bé là một con là 3 tuổi. Dạ. Một con là
Một cún là bây giờ là 7 tuổi rồi. Dạ. Bây giờ em có thể thì, tư vấn cho anh. Qua như kiểu anh nói đó thì bé nhà ta là một bé 3 tuổi, một bé 2 tuổi. Đấy, thì đấy. Bé không biết là bé ta hiện tại là bé 2 tuổi là cân nặng với lại bé phát triển đều không ạ? Cân nặng thì tầm 15 cân thôi. Dạ. Phát triển vẫn đang đều nhưng mà dạ. Ý là bây giờ cũng... Ý là bây giờ là anh muốn cho bé phát triển về chiều cao. Về chiều cao này. Dạ, triển về chiều cao. Đấy, về dạ. chiều cao, về, về trí tuệ nữa. Bé thứ 3 của ta thì cân nặng của bé phát triển đều cho anh. Là... anh thấy là đang bị gầy gầy. Em tên là anh, là nhân viên bệnh viện 688 tại cơ sở Giang Sơn. À. Thì hôm nay thì em giới thiệu qua cho anh cả cái dòng sữa bột ở bên châu cửa hàng nghe em. À, đó là cái dòng sữa Osamil, dòng sữa của viện dinh dưỡng là theo cái độ tuổi của bé là có Osamil à? Dạ, có tuổi từ dành cho bé sơ sinh 0 đến 12 tháng tuổi là số nhỏ nhất là phát triển về toàn diện cho bé. Thành phần sữa non của dòng Osamil thì cực kỳ cao, phù hợp cho bé sơ sinh. Đó. Như kiểu là bé của anh là bé thứ hai, bé đầu á, bé thứ hai là phát triển về chiều cao, đúng không ạ? Bé thứ hai là phát triển về chiều cao. Thì bên dòng Osamil thì nhà em có cái dòng Osamil Kit là dành cho bé 0 đến 12 tháng tuổi là phát triển về toàn diện, là từ chiều cao cân nặng đến trí não. Tiếp đó là dòng bé đi á 6 đến 6 tuổi là cũng là dòng phát triển về toàn diện, trong đó là thiên về cân nặng nhiều hơn. Đó. Còn dòng thứ ba đó nữa là Osamil Grow, là nếu như bé tá đang muốn, vì cân nặng của bé đủ rồi ấy, anh muốn phát triển về chiều cao thì đấy là sẽ là lựa chọn tốt cho anh, là cái dòng Osamil Grow ai quý, là cái dòng phát triển về chiều cao và trị nào đó dành cho bé, phù hợp cho bé cái điều kiện anh đang cần thiết. Đang cần đúng không? Dạ đúng không ạ. Đấy ạ. Đối với cái dòng Osamil Grow XQ này thì là dòng sản phẩm này là của viện dinh dưỡng của công ty Simico. Trong thành phần sữa thì có các cái thành phần chủ yếu cần thiết như kiểu là thành phần sữa non và hạt MO, DHA và canxi giúp cho bé phát triển về chiều cao. Còn có DHA phát triển về trị não. Đó, à, giúp cho dạ. Chắc là hộ cho nên hộp mới là hợp này, cả nhà này. Hộp mới là hợp với dạ. Bà tin. Đây là hợp với bé thứ hai của nhà mình. À. Là bởi vì là bé hân phát triển cân nặng đủ rồi. À. Cho nên là anh đang muốn lựa chọn là cái sản phẩm là phát triển về chiều cao. À. Thì đấy là lựa chọn một trong những cái lựa chọn của bé nhà mình. Thì nếu mà cái này đấy. Thì là sử dụng 3 tuổi có hợp không? Hay là nói chung là từ 1 tuổi đổ lên ạ. Cái răng này là 1 tuổi đổ lết. Thì hai dạ. Cháu là phải hai hộp đúng không? Dạ, hai cháu là phải hai loại khác nhau. Bởi vì là một bé thì anh đang cần về phát triển về chiều cao, còn một bé thì anh đang muốn là phát triển về cân nặng. Cho nên là hai bé phải dùng hai cái răng, hai răng sữa. Còn cái sản phẩm cùng là của cái răng Osamil. Ừ. Đây là cái răng là bé đầu tiên của anh đang cân là Osamil Gain, là dành cho bé từ một tuổi đổ lên. Dạ. Bé em như kiểu là thập bé nhà cắn ấy, thập coi là mình đang mà ăn uống là kém hấp thu thì mình dùng sản phẩm này. Đó. Dành cho bé 3 tuổi đấy đúng không? Dạ, đây là bé 3 tuổi. Còn đây là bé 2 tuổi ạ. Sẽ lấy cái hộp này để dành cho 3 dạ, tuổi của Martin này. Dạ. Còn cái này thì dành cho chị. Dạ. Rồi, đúng rồi. Em lấy hai hộp này cho anh. Dạ. Còn cái này thì anh em thấy đấy là nói chung là cái dòng tây hạ thì hẳn là đặc trưng thôi. Cái dòng thương hiệu từ trước đến nay người Việt của mình hay không? Dạ, đó. Lấy đúng anh hai hộp này. Cả nhà thì A Bảo lấy hai hộp này. Đây, hai hộp này này. Đây, hiện tại là A Bảo sẽ lấy hai hộp này này. Một hộp này là Osamil này, Osamil của IQ à, IQ này dành cho Grow á. Grow. Còn đấy. Đây là dòng Osamil Gain phát triển về cân nặng. Đấy, phía bên này là cân nặng cho Batin này. Còn phía bên này là dành cho chị Cộp này. Chị Cộp bây giờ đang phát triển về chiều cao cũng như là cân nặng và IQ đúng không? Dạ, đúng đấy. Còn có một số sản phẩm mỗi nữa thì ngoài ra thì bên chỗ cửa hàng em nó còn
nhiều dòng sữa cả. Cùng là dòng sữa. Bây giờ đi theo cô gái xem cô gái này. Để thử xem. Đấy là dòng sữa SB 688, dòng sữa độc quyền của công ty SB 688 nha em. Thì đấy là số 1 dành cho bé sơ sinh cùng là 0 đến 12 tháng tuổi. Là cái dòng sữa này thì em cũng là một người mẹ, thì bé nhà em quá một thời gian sử dụng thì em thấy cái sản phẩm này là hẳn phát triển cùng rất là ok. Là cái dòng sản phẩm này có thành phần chứa nhiều thành phần bổ sung dành cho bé phù hợp từ 0 đến 12 tháng tuổi. Đấy. 0 đến 12 tháng dạ. Tuổi. Là nó là thiên về toàn diện. Nói chung là mỗi bé sinh ra là mình trước tiên là bé sẽ phát triển về toàn diện từ 0 đến 12 tháng tuổi. À, là mình thiểu của đó. Nói chung là bé nhà anh là kiểu là quá cái giai đoạn như kiểu là vì là bé đang cân, anh đang cân bổ sung về bên chỗ là bé phát triển về chiều cao, với một bé là thiên về cân nặng. Cho nên là em sẽ tư vấn cho anh về cái bên đó vì bé của mình là quá cái độ tuổi này rồi. Đó, cho nên là em mới giới thiệu cái dòng sản phẩm đó cho anh. Đấy. Cùng là cái dòng phát triển về toàn diện, tăng cường kỹ thuật đề kháng cho bé. Đó. Rất là nhiều sản phẩm. Dạ. À, con đấy. Số 2 của cái dòng này thì đấy. Đấy cũng là cái dòng phát triển về toàn diện, là dành cho bé suy dinh dưỡng kẻ nán. Là thành phần chính của nó là thành phần sữa nón, hạt mơ ố và các cái thành phần chính nó nằm ở đấy. D ở trên chỗ bao bì luôn đấy. Đấy. Còn số 3 là cũng là cái dòng mà phát triển về chiều cao anh ấy. Chiều cao mà bé ta bé thứ 3 ấy đang cân. Đang cân. Đấy, bé thứ 2 đang cân. Đấy, là cái dòng phát triển về chiều cao. Đây này, chiều cao này. Ở cái dòng này là cái mùi hướng vị của vân ý ấy, là giúp kích thích cho bé dễ uống ấy. Kích thích cho bé. Đây là mình được phá đó hả? Dạ. Nói chung là ở cái dòng sữa này thì phá với nhiệt độ là tầm 45 đến 50 độ C. Dạ. Là một muồng gật ngang, trong có cái một cái muồng ấy, một muồng sẵn cho mình rồi, một muồng gật ngang đó là sẽ phá với nhiệt độ với là lượng nước là 45 đến 50 ml. Như kiểu là bé như ta đó mới về như kiểu cái dòng sữa hồi nãy em tư vấn cho anh ấy là về là đầu tiên là bé chưa làm quen với dòng sữa ấy, anh có thể là pha loãng đến một tí, ví dụ như kiểu là một cái muồng gật ngang đấy sẽ là 45 ml mà anh sẽ pha cho em là 50 ml nước để cho bé kiểu là bé làm quen với dòng sữa ấy, để đường ruột và đường ruột của bé hắn sẽ ổn định hơn đó. Cảm ơn em rất nhiều. Con dạ. Con kể chi nữa riêng cái dòng của SB đấy thì nhà em sẽ có về đấy là dòng sữa bò anh ấy. Đấy là dòng sữa bò, còn có cái dòng sữa dế. Với mùa hè này thì dòng sữa dế này sẽ là mát dòng sữa mát hơn. Mát hơn cho bé. Còn có cả bầu với lại canxi. SB bầu với lại SB canxi. Giúp cho chắc khỏe xương và chống lão hóa xương. Còn đấy là dòng glucena, dòng dành cho người tiểu đường, đại tháo đường. Đó, ổn định tim mạch cho các ông bà tuổi cao mà lại bị tim mạch. Là tim mạch tiểu đường. Còn đấy là cái dòng ensure, ví dụ như kiểu mà ông bà hay là người nhà trên 15 tuổi là đi mổ hay là đi bệnh viện về làm cần hồi phục sức khỏe. Thì mình uống ensure, dòng ensure của SB. Dạ. Giúp lại sức khỏe nhanh hơn. Đó, bổ sung cả cái thành phần dinh dưỡng. Dạ. Cần thiết. Dạ. Wow. Toát mồ hôi. cả nhà ấy. Thì bây giờ Apao không biết là phải bởi đầu óc của Apao là không nhớ hết được cái dòng sườn ấy thì lấy hai loại quan trọng thôi. Để cảm ơn em nhé. Dạ. Bây giờ em đã đóng gói hộ anh. Dạ. Đây. Đi mua hai loại cho hai con ấy, tầm 4 hộp là được thôi. Còn rất là nhiều dòng thì áp bảo gì hỏi thăm một số thôi. Xin chào mọi người, hôm nay thì em sẽ dắt anh tham quan qua cái cửa hàng bìm sữa 688 Giáng Sơn, tại địa điểm Giáng Sơn nhà em á. Dạ. Đây là đây là gian hàng sữa nước bên chỗ cửa hàng bìm sữa 688, là các cái dòng sản phẩm sữa
được bán trên thị trường và cũng là một trong những cái dòng sữa bột phá sản độc quyền bên cho cửa hàng cũng như là các cái nhà phân phối. Thì ở đấy thì có cái dòng sữa Onager phát triển về toàn diện từ cân nặng, chiều cao đến trị nào dành cho bé từ 1 tuổi trở lên. Thì đây là dòng sữa phá sản, dạ, dòng sữa phá sản của Onager. Thì dòng sữa này thì giúp ngoài cái tăng cường phát triển về toàn diện thì cái dòng này là ổn định bên chỗ đường tiêu hóa ấy. Là bé nào mà bị kiểu là bị tiêu hóa kém ấy là táo bón thì dòng này là dòng ổn định nhất mà tốt nhất dành cho bé. Thì từ trước đến giờ nhà em bạn thì dòng này cũng là một trong những cái dòng sữa bán chạy nhất bên chỗ cửa hàng, được lượng khách hàng ưa chuồng. OGN là có nghĩa là khi nào mà trẻ con mà bị táo bón. Dạ. Yeah. Như kiểu bé mà bị táo bón ấy, táo bón nặng luôn ấy. Là có thể sử dụng sữa này. Dạ. Sẽ tốt cho đường tiêu hóa. Dạ đúng rồi ạ. Ừ, cái này hay. Này. Rất là hay cả nhà. Ngoài ra cái dòng OGN này thì nó có thêm thành phần tổ yến ấy, nó có thêm thành phần tổ yến là giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bé. Đó. Ngoài ra thì nếu mà nói về phát triển về chiều cao, vị trí nào thì bên chỗ nhà em có cái dòng sữa phá sản là của Make It Equi Grow. Thì là dòng này là dòng sữa phá sản cũng là dành cho bé từ 1 tuổi đổ lên. Thì mẹ nào mà kiểu là con có đủ cân nặng rồi thì muốn phát triển về chiều cao mà đang hướng về cho bé là uống cái dòng sữa phá sản thì đấy là dòng sữa tốt cho các mẹ lựa chọn. Một trong các cái dòng sữa tốt cho các mẹ lựa chọn. Sữa này là pha sẵn luôn, chỉ việc dạ, uống luôn. Đúng rồi ạ. Không cần phải về pha nữa. Dạ đúng rồi ạ. Pha sẵn. Dạ. Còn đấy là dòng sữa tiếp theo, dòng Blue Chef. Thì đấy là cái dòng sữa mà cũng là phát triển về toàn diện, là cái dòng sữa cừu. Dòng sữa cừu trước đấy thì không biết là một số mẹ thì đang cùng rất là muốn tìm hiểu về cái dòng sữa này. Vì là dòng sữa cừu mới phát hành tại Việt Nam ấy. Đó. Dòng sữa mới là dạ đúng đấy ạ. Dạ đúng đấy. Cái này là mới phát hành cho nên là nhiều mẹ cũng đang tìm hiểu và đang thử cho bé dùng. Trong thời gian gần đấy ạ. Cả nhà sữa cừu ở nhà nhá. Lần đầu tiên nghe này, sữa cừu này. Sữa cừu. Cừu này ở Tây Tạng Trung Quốc hoặc là thành phần dinh dưỡng của sữa cừu thì cũng vượt trội so với các cái dòng sữa. Mình còn chưa được uống bao giờ cả nhà. Ta đi một vòng nha. Dạ. Không có đồ gì ngoài sữa có dạ. Gì nhỉ? Đó là em nói qua cái dòng sữa tươi bên chỗ cửa hàng. Thì tiếp theo đây, giá này là dành cho sữa bột này. Và ngoài ra nhà em có rong biển nhập khẩu từ Hàn Quốc này. Là đấy là cái dòng rong ăn là tầm vị. Dòng này cho dạ. Trẻ con ăn cho trẻ con ăn trực tiếp luôn ấy. Dạ. Còn cái dòng này là dòng rong kiểu là rong cuộn cơm cho bé, như kiểu là bé nào mà kiểu kẻ nán ấy, mẹ mà muốn tạo điều kiện vậy là thích thú cho con thì chọn cái dòng sản phẩm rong này về mình có thể cuộn với trứng vậy là xúc xích các kiểu cho bé trải đấy nghiệm ấy. Đấy. Còn có cả rong nữa. Ừ, rồi. Đấy, dạ. Mình còn chưa được ăn bao giờ. Ngoài ra còn có rong nấu cánh này, rong vùn này, ăn trực tiếp luôn nhé. Cái này là có thể là rắc cơm ăn được luôn. Đấy, ăn trực tiếp với cơm luôn đấy. Rất là dạ. Nhiều cả nhà. Ôi dạ. Đấy là cả cái dòng sữa bột bên chỗ cửa hàng. Đấy. Mai kịt. Còn gì nữa? Dòng mai kịt. Đấy. Dạ, mai kịt với lại mai kịt với sữa bé rau kịt. Là cái dòng phát triển về toàn diện và cũng có sổ đầy đủ các cái sổ để cho bé phát triển ấy. Đấy. Đấy. Còn sữa mặt tá cũng vậy. Sữa mặt tá thì cũng có cái dòng từ cho bé sơ sinh cho đến là mẹ bầu cho đến là người muốn hỗ trợ bên chỗ canxi cũng có cho các cái sổ đầy đủ cho các cái sổ của bé theo độ tuổi của bé. Đấy. Ngoài ra thì bên chỗ cửa hàng còn có là cái dòng của cái dán gia vị cho bé đấy. Đấy là bột ăn dặm cho bé từ 5 tháng tuổi đổ lên đấy. Bột ăn dặm. Dạ, bột đấy. Ăn dặm đấy. 5 tháng tuổi trở lên là sẽ dạ. Sử dụng bột này không dạ. Ở nhà pha nữa. Đúng rồi ạ. Cái này là bột ăn dặm này.
Đấy. Apa còn trải qua giai đoạn này rồi. Đã thế là em giới thiệu quá bên chỗ dán gia vị của bé, đấy là dầu ấm và nước mắm với hạt nêm cho bé. Đó. Ngoài gia vị hạt nêm còn có một số bên kia mình sang một vòng đi nhỉ. Dạ, đi thêm một vòng thì bên chỗ cửa hàng thì con có là sữa tắm này, dán này là dán sữa tắm cho bé này. Đây, bây giờ dán sữa tắm nhá. Dán sữa tắm cho bé, dành riêng cho bé này. Có cả sữa tắm này. Dạ. Sữa tắm chất lượng cao. Đấy. Vậy này đấy là nhà em đang có cái dòng rớ lười cho bé. Hầu như là bé sơ sinh nào cũng cần thiết để dùng cho những năm tháng đầu đời. Để dạ đúng rồi ạ. Vệ sinh khoang miệng của bé. Đấy. Đấy. Còn cái gì hay nữa đấy. Anh dạo một vòng đủ đấy. Vòng anh về. Đấy là dòng thực phẩm. Đấy. Còn đấy là dán bánh kẹo. Dán bánh kẹo. Đấy. Dán bánh kẹo. Có đồ chơi em không? Dạ, dán bánh kẹo. Đây là bánh kẹo. Chị đợi em tí. Bánh kẹo. Dạ. Bánh kẹo thì ăn quá nhiều rồi cả nhà. Dạ. Con đấy là dán hàng dành cho dầu gội sữa tắm và cả cái đồ dùng cần thiết cho trong gia đình. Đấy. Đây là dầu gội sữa tắm cho gia đình này. Các kiểu nhiều thứ. Dạ, nhiều. Ở đây có nghĩa gọi là thế giới của trẻ con cả nhà. Ừ. Cả người lớn nữa. Ngoài ra bên chỗ này thì nhà em còn có là đồ gia dụng và vào bếp cho mẹ và bé. Ở đây là không thiếu cái gì cả nhà. Đấy. Đầy đủ hết luôn. Vào bếp cũng có. Dạ, đấy, vệ sinh. Ngoài ra nhà em còn có cái dán bìm. Đấy. Đấy, cả cái dòng bìm bố bà mẹ nhỉ. Dạ. Dòng bìm được ở chuồng và giá cả hợp lý ạ. Đấy, rất là nhiều bìm ở nhà nhé. Đấy. Đấy. Wow, rất là nhiều. Đấy, rất nhiều bìm. Em nói. Dạ. Em cho anh dạo một phòng nhé. Dạ, em cho anh dạo thêm một phòng cho đủ phòng ạ. Con đấy là dán dành cho bé, đó là bình sữa và nói chung là đồ dùng cho bé. Đồ dạ, cho bé. Đồ dùng cho bé. Rất nhiều thứ ở nhà. Dạ, đấy là dán hàng kem đánh răng. Có cả kem đánh răng, có cả dầu gội, tất cả các loại. Dạ. Thế bên này. Đây. Con đấy là dán hàng là dành cho mẹ. Đấy là nước giặt, nước lau sàn và cả cái chất tẩy rửa dành cho gia đình. Nhà em sẽ tách riêng biệt ra để cho bảo quản các cái sản phẩm cả. Còn đấy thì dán hàng đồ chơi dành cho bé. Xé, có xé và dán hàng đồ chơi dành cho bé. Rất nhiều nhỉ. Dạ. Wow, đi một vòng mà cảm giác toát hết mồ hôi cả nhà. Đấy, đi theo em đây đã mệt rồi. Đấy có rất nhiều đồ chơi này, ô tô này. Đấy. Đấy, rất nhiều ô tô mà chỉ có trẻ con mới thích chứ mình thì ngày xưa không có đồ này mà chơi. Dạ đúng rồi ạ. Đấy. Cả nhà A Báo hoa hết mắt rồi. Vừa đi một vòng theo em tên chi? Em tên là Oanh ạ. Oanh à? Dạ. Đi theo Oanh mà Oanh giới thiệu mà A Báo vừa ngủ gật vừa buồn ngủ mà nghe một lúc là hoa hết mắt. Có nghĩa là cùng nhiều sản phẩm quá. Dạ. Mà có nghĩa là ở đây là đầy đủ hết tất cả các loại này, nhưng mà sữa này, bìm này và đồ chơi của trẻ con và có cả bếp nữa. Có nghĩa là tất cả các loại là không thiếu gì. Đây là thế giới thu nhỏ của gia đình. Thì ai ở Tràng Sơn ở Giang Sơn, Đô Lương, Nghệ An thì có thể liên hệ theo số điện thoại nào 0978 624 052. Có thể alo tổng đài đúng không? Số của nhân viên tại sổ tạm giá. À, sổ nhân viên của em đúng không? Dạ. À, cả nhà thân mến thì ai mà muốn trải nghiệm, muốn là mua sản phẩm ở đây thì có thể alo theo số điện thoại của nhân viên. Em chia. Em Oanh ạ. Em Oanh sẽ tư vấn trực tiếp cho cả nhà. Cả nhà sẽ được mua mặt hàng ở đây đảm bảo an toàn theo những cái gì mà em giới thiệu thôi. Dạ, đúng rồi. Bây giờ A Bảo tạm thời là
lấy một chút sữa, hai hộp sữa cho ba Tin và Cồm đó. À, Bảo xin phép được khép lại tại đây. À, chúc em dạ. lúc nào cũng mạnh khỏe, xinh tươi nhé. Cái cửa hàng và ủng hộ cửa hàng ạ. Rồi để có một ngày gần nhất anh sẽ về thăm thôi. Dạ. Hệ thống bìm sữa xong, bây giờ là Bảo là phải đi xuống ở vị trí là mấy 15 cả nhà. Thôi, dạ. Chào cả nhà nhé, chúc cả nhà sức khỏe. Rồi, chào cả nhà, chào em. Mù say say lo say say, mù say say lo say say, hô chứ hô mẹ mẹ, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hô mẹ mẹ. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô, nơi đại ngàn đã xa. Đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tù mù say say lòi say say, mù say say lòi say say, hô chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống.